lời đầu tiên cho phép Lâm Thiên Khang xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à, xin mời nhau. Mẹ hiền ơi, với nhà chờ trong con về, vì nơi xứ người ngon biêu bạc bản thân cho đời. Từ đời mình cho bất đồng, nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan rơi, mẹ ơi nỗi đau mình còn. Chỉ mong quê nhà cha mẹ từ ngày đến năm, tôi xin con nguyện hy sinh đáp vọng mẹ cha. Chỉ mong quê nhà cha mẹ từ ngày đến năm, tôi xin con nguyện hy sinh đáp vọng mẹ cha. Tầng trời xa dòng mưa dài nắng.
quá trời quá đất luôn. Dạ, rất là vui và rất là hạnh phúc khi nhận được lời mời của thầy đến đây để phục vụ cho tất cả quý thầy, quý sư cũng như là quý Phật tử. Và sau khi mọi người nghe xong ca khúc này rồi á, Khang chỉ mong ước một điều rằng cho dù chúng ta có bận rộn với công việc, có lo toan với cuộc sống, nhưng hãy dành một ít thời gian để chăm sóc cho mẹ. Đó là điều mẹ cần khi mẹ còn hiện diện trên thế giới này. Rồi một ngày nào đó mẹ sẽ đi về một nơi rất là xa. Chúng ta có muốn trả hiếu cũng không trả được đâu ạ. Vâng ạ. Và một điều nữa là mấy em nhỏ nha, cố gắng nha, cố gắng tu tập cho thật tốt nha. Nghe lời cha mẹ nè, có một cuộc sống thật là lành mạnh để có thể giúp ích được cho đời nha. Xin ơn rất là nhiều. Và không biết bây giờ gia đình chúng ta là có muốn yêu cầu Khang hát bài gì không ạ? Bài gì lớn lớn lên xíu hát là gì? Thảo Nam gì? Thảo Nam xin mời xa. Thảo Nam bán cà lem hả? Xin mời xa bán cà lem. Ok bây giờ nghĩa nhân Thảo Nam nữa mà. Ok bây giờ nghĩa nhân Thảo Nam cũng được. Giờ Lâm Trấn Khang có 10 món quà nè, dành tặng 10 em nhỏ nào ở đây giơ tay sớm nhất đó. 10 món đó, 10 em đó, một áo xanh lên nè. Số lượng quà có hạn coi, mấy em nhỏ ngồi đó, lên lên nhớ lên. Số lượng quà có hạn coi, coi lên luôn, lên lên. 10 em, 10 em. Lên đây. Rồi 10 em ra đây đứng xếp hàng ngang nè, nghiêm túc nha, không được giỡn nha. Rồi 10 em đâu? Lên đây. Rồi lên. Nghiêm túc con, không được giỡn con, lên nghiêm túc nè, 2 3 4 5. Rồi, ê hết hồn. Xác qua đây, xác qua xíu, xác qua, xác qua. 1 2 3 4 5 6. Ba người nữa đi, ba người nữa. Qua đây, qua đây, xác qua đây, xác qua đây con qua đây. Rồi đủ rồi nha, stop, stop, stop. Ok. Đó, quá dữ luôn đội hình của anh em Hậu Nam. Một tràng pháo tay thật lớn cho đội hình anh em Hậu Nam được không ạ? Rồi, tất cả nghe tôi lệnh anh Khang nè. 1, 2, 3, nghiêm. Nghiêm xong đứng chàng hãng vậy. Tôi là khó tính nhất trong giới nghệ sĩ đó, đừng giỡn mặt với tôi nha. Hôm nay công ty Khang Rồ Phim sẽ tổ chức một cái đêm nhạc gọi là Tìm Kiếm Tài Năng Âm Nhạc. Khi nhạc của bài hát nghĩa nhân Hậu Nam vang lên, Lâm Trấn Khang sẽ đưa video cho bất kỳ em nhỏ nào. Chị Bảy đi đâu chị Bảy? Chị Bảy ơi, chị Bảy có vô không? Vô không? Vô, đứng vô hàng đàng hoàng chứ ai cũng vô hàng đó, phép tắc đàng hoàng. Chị đứng, chị giống như là chị... Bảy mặt bảy không vui. Khi Lâm Trấn Khang đưa micro cho bất cứ bạn nào đứng trên đây, ai hát được một hai câu nhỏ xíu trong bài hát Nghĩa Nhân Hậu Nam, Lâm Trấn Khang sẽ giữ lại và tặng quà. Còn ai hát không được, Lâm Trấn Khang sẽ mời xuống dưới và nhốt chuồng heo. Cho nên hồn ai nấy giữ, quần ai nấy giữ, không được phép giữ quần bạn kế bên. Nó giữ cái quần cũng ôm cái quần luôn kìa. Ok, bây giờ suy nghĩ trong đầu đi, bài hát Nghĩa Nhân Hậu Nam hát sao? Đưa micro mình hát một hai câu nhỏ xíu rồi mình cũng được tặng quà nữa. Cố gắng lên nha. Bây giờ anh đếm 1 2 3 tất cả yeah lớn nè. 1 2 3 yeah. Ok, yeah đi, hồi hát không được biết cái tôi. Và theo lời yêu cầu cho phép Lâm Trấn Khang cùng với một số bạn nhỏ đây sẽ dành tặng các bạn bài hát được mang tên Nghĩa Nhân Hậu Nam, một tràng đẹp lớn đúng không ạ? Xin. Bỏ buồn quá. Chuẩn bị con hát trước nha, con hát trước nha. Xong rồi nè. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai, dù nghìn chung một lòng không sơn phai. Một em không biết lên được, lên được. Bên trên bên nè. Xuống bên nè. Nguyện một lòng anh em trái ngang nào cùng cùng nhau vượt qua. Giữa dòng đời mê mông khó khăn chỉ cần một giây là xong. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Đi dòng sông dài có khi ta mới sợ. Đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Mỗi một lòng là anh em mình sống chết không xa. Nơi nào vẫn trong ta tìm đến. Đến dòng sông dài có anh em chẳng ngại. Ông xanh giờ vậy? Ông lo, ông lo. Hey. Hey. Xin mời nha. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai, dù nhìn chung một lòng không sơn phai.
một lòng anh em trái ngang nào cũng cùng nhau vượt qua. Tí gì à? Hậu năm và ống đun à? Hậu năm chẳng việc gì là khó, chỉ cần là anh em xung phong. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ. Đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Sông dài có chi ta phải sợ, đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Mãi một lòng là anh em, quyền sống chết không xa, nơi nào vẫn trong ta tìm đến. Đến biển rộng sông dài có anh em chẳng ngại, nghĩa tình kéo sơn mãi mãi chẳng nhạt phai. Những vui buồn thế thay nhân tình sẽ như mây trôi, chỉ còn giờ cứu bỏ thôi chứ sao vậy? Rồi tất cả qua đây, tất sát qua đây, sát qua đây, sát qua đây. À, bà lên bà nhìn mặt bà khó chịu quá. À, ở đâu mà nhiều vậy? Hồi nãy nói có món quà đặc biệt, bây giờ sung sung cho nhiều quá, giờ không biết sao tặng quà đi. À, hồi nãy hát có nhạc cho nên chúng ta không biết ai hát thật, hát dở, nhai, xin gum hoặc là hát nhép. Cho nên giờ chúng ta sẽ sàng lọc lại bằng cách là hát không nhạc. Hát không nhạc sẽ lòi ra và sẽ đi về bớt. Chứ giờ có món quà tặng cho đứa nó đè đánh tôi chết à. Tôi đẹp trai chứ đâu có bị khùng đâu. Chuẩn bị nè, hát không nhạc nha. Nãy giờ hát có nhạc nha, giống như là tiếng Việt. Bây giờ hát không nhạc, bảo đảm các bạn này tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Thái lòi ra hết rồi. Để coi chị này ở đâu qua. Hey, đi sao qua đi kha. Sao qua đi kha. Bạn người Việt Nam bảo không biết tiếng Thái. Chuẩn bị nè, tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ, tiếng trời bao la có trong rừng vượt qua. Ok, một chỗ thật lớn à. Đó, mình đậu là mình lên đây mình đứng nè, đó mình hiên ngang tí xíu đứng trên đây, đậu là đứng trên đây. Ok, tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Biến dòng sông dài có chi ta phải sợ, nghĩa tình anh vẫn sẽ không ngược sai. Ok, cũng được, đi lên đứng vô chung chị đó đi. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Biến dòng sông dài có chi ta phải sợ, những trời bao la. Rồi ok, cũng chăm chế cho ông đứng sát bệnh đi. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao chông gai. Dù nghìn trùng một lòng không sợ phai. Anh hay em ta không phân chia, luôn trong gai trong tết bên nhau. Ok, được, được. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao chông gai. Dù nghìn trùng một lòng không sợ phai. Nghĩa tình. Ok, nghĩa tình, nghĩa tình, nghĩa tình, được. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Dù mình lòng đôi giờ không nhận phai. Tiếp luôn. Không được. Cũng được đi, ok. Sát qua. Rồi, ok. Rồi, tất cả sát qua đây nè. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Cậu mời tới đây không nhận phai. À, ông hát tiếng gì vậy? Chăm nhận phai. Hát tiếng Việt Nam coi. Tay trong tay ở luôn bên nhau, anh em ta qua bao trông gai. Cùng một đời mới không giờ phai. Biến dòng sông dài có chi ta phải sợ, đón đời bao la khó khăn ta.
cùng vượt qua nơi một mình, cùng với những tình che như mây trôi, tôi đào vẫn đến nào, ta cùng đến nào, nơi nào có đê ta tìm đến hả? Trời ơi, nơi nào bất công ta tìm đến, không nên nơi nào có đời ta tìm đến. Đi ta cá hay gì? Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao chông gai. Dù nghe đời không nhạc khoai. Sao? Hết hồn rồi. Biến dòng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn ta vượt qua. Chỉ một lần đã anh em quyền sẽ như mây hôi. Mây hôi là mây gì? Mây trôi với mây hôi gì? Rồi kể lên đi. Công chúa tôi đâu mất tiêu rồi, bà chạy đâu mất tiêu rồi. Ê, đi trốn hả? Chưa đậu sao đến đó? Qua đây, qua đây nè. Chơi ăn gian hả? Chơi ăn gian tôi đâu được, chưa đậu mà đi đứng luôn, đứng ở đây rồi. Chơi kỳ cục, chơi phải công bằng đàng hoàng. Rồi chơi công bằng nha, đứng đó tôi đứng đi đây nè, tôi mới đưa micro được. Chúng mày hát nè, hát giùm chú nha. Chơi rồi. Biến rộng sông dài, có chi ta phải sợ. Đất trời bao la, khó khăn cùng vượt qua. Mãi một lòng là anh em, nguyện sống chết không xa. Nơi nào chỉ còn nghĩa nhân hào nam để lại. Hào nam hát đi. Hào nam hát đi, có chữ à. Hào nam hát đi. Rồi gớt rồi, đi về đi bà bảy. Tôi cứu bà quá trời luôn mà, nó chơi thôi. Ok rồi, thắng qua đây. Đây quà của chú Khang tặng cho mấy em này. Đây ok, cảm ơn các em rất nhiều, cảm ơn đó. Vô ok, vô đi chị bảy, em tặng quà cho chị luôn. Đó, mặc dù chị là hát không được, em cũng tặng quà cho chị nè. Ok. Rồi, tất cả có đĩa chưa? Giơ cao đĩa lên nào, giơ cao đĩa lên. Ok. Vô đưa cho chú áo xám mỗi đứa 20.000 không? Bắt ép luôn, giờ bắt ép luôn. Nó chơi thôi, chú tặng đó. Cảm ơn các con rất nhiều, cảm ơn. Vâng, đó là tất cả những gì mà Lâm Chiến Khang dành tặng cho đại gia đình thân yêu chúng ta. Vâng ạ, và mong rằng chúng ta sẽ có một cái ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân của mình. Rất tiếc phải nói lời chia tay. Vâng ạ, trước khi chia tay thì dành tặng Khang một tràng tay lớn được không ạ? Xin cảm ơn nhiều.